Thời gian gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, kiến bà khoang xuất hiện nhiều ở các khu dân cư, chung cư, tòa nhà cao tầng khiến cho người dân phải khổ sở. Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về tình trạng bội nhiễm nặng sau khi bị kiến bà khoang cắn. Đáng nói, một số bệnh nhân sử dụng các phương pháp dân gian để điều trị hoặc bị chẩn đoán sai khiến cho vùng da bị lở loét nhiều hơn. Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 50 đến 70 trường hợp bệnh nhân đến khám do bị viêm da tiếp xúc vì kiến bà khoang cắn. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Uyển Nhi, Phó trưởng phòng điều hành phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mùa mưa có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho kiến bà khoang sinh sản. Người dân khi tiếp xúc với dịch tiết của kiến bà khoang sẽ gây ra tình trạng kích ứng da, xuất hiện những vết mụn nước rộp trên bề mặt da. Tình trạng này bị lan rộng nếu chúng ta chăm sóc vết thương không đúng cách hoặc cào gãi chỗ vết thương. Bác sĩ lưu ý, khi xuất hiện vết mụn nước rộp trên bề mặt da thì nên đến khám tại bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa để được cho toa thuốc và sử dụng thuốc bôi đặc hiệu làm giảm triệu chứng khó chịu do kiến bà khoang gây ra. Việc điều trị đúng cách sẽ kiểm soát được bệnh tốt hơn, giảm tình trạng biến chứng.